Nghề làm đẹp, nghề đổi đời cho phái nữ hậu Covid. Cơn bão Covid diễn ra khiến cho những bạn gái có thu nhập trung bình nhận ra công việc của họ mong manh đến thế nào. Lương không cao nay phải nghỉ việc hoặc giảm giờ làm, không có tích lũy, gánh nặng gia đình. Thế nhưng, sẽ không bao giờ là quá muộn để bẻ lái, học nghề làm đẹp ngàn đô, bắt đầu một khởi đầu mới. Cũng chẳng phải quá sớm để bạn gái học nghề chăm sóc da, trang điểm từ tuổi 16, nhanh chóng trở thành chuyên gia làm đẹp, tự lập tài chính. Nhiều người cho rằng đó là điều không tưởng, nhưng với nhiều bạn trẻ đã thành công thì đó là sự thật. Tại sao nghề làm đẹp được săn đón và mang lại thu nhập khủng như vậy? Hãy cùng xem video ngay sau đây. Thứ nhất, không sợ thất nghiệp. Xã hội hiện đại kéo theo nhu cầu làm đẹp, chăm sóc bản thân tăng cao. Nếu như làm đẹp trước đây chỉ là đặc quyền của phái nữ, của những ai dư giả, thì ngày nay mọi giới, mọi lứa tuổi và đa dạng tầng lớp có thể sử dụng các dịch vụ làm đẹp để giúp mình tự tin hơn. Theo thống kê, mỗi năm tại Việt Nam sẽ có khoảng 2.000 đơn vị kinh doanh lĩnh vực spa hay thẩm mỹ viện mở ra, vì vậy nghề làm đẹp không lo thiếu việc. Công việc trong ngành làm đẹp rất đa dạng, phù hợp với nhiều trình độ khác nhau. Những bạn mới vào nghề nắm những kiến thức cơ bản về làm đẹp có thể làm nhân viên spa chăm sóc da, nhân viên massage. Với những bạn có chuyên môn, tay nghề, tạo được dấu ấn riêng sẽ đảm nhận vị trí quản lý, chuyên gia thẩm mỹ, chuyên gia make up. Đặc biệt, ngành làm đẹp cũng là ngành có nhiều thuận lợi để khởi nghiệp. Khi đã vững kỹ thuật, nắm được bí quyết ngành nghề, bạn gái có thể đứng ra làm chủ, tự mở cửa tiệm, spa riêng của mình. Thứ hai, mức thu nhập khủng. Đối với những bạn đã có kinh nghiệm trên 1 năm, mức lương sẽ dao động trên 10 triệu một tháng. Tay nghề càng cao, mức lương càng lớn. Nếu kinh doanh spa riêng, con số này sẽ lên đến gấp 3 đến 5 lần. Không chỉ làm tại spa, các chuyên gia làm đẹp còn có thể kinh doanh sản phẩm làm đẹp, tư vấn làm đẹp cá nhân, làm dịch vụ tại nhà, giảng dạy tại các trung tâm, mang lại nguồn thu nhập hấp dẫn. Thứ ba, môi trường làm việc thoải mái, đổi mới bản thân. Cung cấp dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, vậy nên môi trường làm việc của ngành này thường được thiết kế bắt mắt, nghệ thuật, sạch sẽ, hiện đại, thể hiện sự chỉn chu, chuyên nghiệp đối với khách hàng, đồng thời kích thích nhân viên làm việc. Giờ làm việc của những chuyên viên spa, chuyên viên chăm sóc da, make up cũng khá thoải mái, thường linh động theo ca luân phiên hoặc làm việc tại nhà theo yêu cầu của khách hàng. Nghề làm đẹp luôn cần sự đổi mới, tạo sự khác biệt, bắt kịp xu thế, đòi hỏi cần nhiều chất xám và trí tuệ. Điều này đồng nghĩa với việc bạn cần chăm chút cho bản thân, luôn tìm tòi, học hỏi, nâng cao giá trị của bản thân với khách hàng. Vậy, yếu tố quyết định tương lai trong nghề làm đẹp là gì? Nghề làm đẹp là ngành đặc thù, bạn không chỉ học kiến thức mà quan trọng hơn cả là phải trang bị kỹ năng chuyên môn, tư duy làm nghề dịch vụ. Nếu bạn yêu thích và muốn theo đuổi nghề này thì ngành chăm sóc sức khỏe và làm đẹp Poly K Beauty của cao đẳng FPT Polytechnic là lựa chọn hàng đầu. Tại đây, sinh viên ngành làm đẹp không chỉ được đào tạo bài bản về chuyên môn, phát huy khả năng sáng tạo mà còn được phát triển toàn diện các kỹ năng mềm như kỹ năng thuyết trình, quan sát, làm việc nhóm, nắm bắt tâm lý khách hàng, học các kiến thức, kỹ năng về quản trị, kinh doanh, marketing, truyền thông để đủ khả năng mở spa hay quản lý chuỗi spa. Trong 8 tháng đào tạo, sinh viên Poly K Beauty được các giảng viên kinh nghiệm hàng đầu về ngành làm đẹp truyền dạy những bí kíp nghề nghiệp. Được trải nghiệm những buổi thực hành trong từng tiết học, kết hợp những buổi tham quan tại các trung tâm lớn về làm đẹp. Thời gian học cũng chính là thời gian sinh viên trau dồi kinh nghiệm làm việc, giúp sinh viên nhanh chóng thực nghiệp ngay khi hoàn thành chương trình học, tự tin chinh phục thế giới nghề nghiệp hấp dẫn. Poly K Beauty tuyển sinh ngành làm đẹp năm 2020, điều kiện xét tuyển, tốt nghiệp trung học cơ sở, thời gian học ngắn, chỉ trong 8 tháng, học viên được cấp chứng chỉ và giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp. Các ngành đào tạo, chăm sóc da và spa, trang điểm nghệ thuật, công nghệ làm móng, phun xăm thẩm mỹ. Đăng ký để trở thành sinh viên Poly K Beauty ngay hôm nay.